Các bạn thân mến, ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trên trang cá nhân của chị. Đã khá là lâu rồi thì chị mới phát trên trang cá nhân. Nhưng mà chị cũng vì là lâu rồi nên là cũng muốn quay trở lại cùng với các bạn để có thể phát trực tiếp cùng với các em này, chia sẻ cùng với các em về những cái câu chuyện văn học. Và đương nhiên rồi, chị hy vọng rằng là trong mỗi cái lần mà phát trực tiếp như thế này thì các em có thể có thêm được nhiều những cái kiến thức thú vị khi mà chúng mình cùng chia sẻ với nhau. Thế nên là trước tiên thì hãy làm một cái thao tác nho nhỏ là nhanh chóng share cái phần này, share cái phần phát trực tiếp này cùng với chị nhé. Chúng ta ngày hôm nay có một cái bài mang tên là Về Sóng của Xuân Quỳnh. Được không ạ? Nào, gửi lời chào tới chị nha. Về Sóng của Xuân Quỳnh. Ok, xin chào Hàn Dương, xin chào Thạc Trọng. Các bạn ơi, gửi lời chào tới chị nhá. Được không nào? Khá là lâu rồi thì chị mới phát trực tiếp trên trang cá nhân nhở? Và hãy giúp chị chia sẻ vào các cái group của chúng mình nhá. Lâu rồi mới được nghe phát trực tiếp à? Bởi vì là cũng lâu lắm rồi thì chị mới phát trực tiếp. Thế nên là cũng lâu rồi em không được nghe cũng là đúng thôi. Được không ạ? Cảm ơn Tấn Ngọc nhá. Cảm ơn em vì đã dành lời khen cho chị. May mắn cho chị là ông trời cho chị được một cái giọng nói cũng khá là dễ nghe. Thế nên là cũng có nhiều bạn là cũng thích cái giọng nói của chị. Chị thì cũng thấy nó bình thường thôi. Cũng thấy nhiều khi, đây là kiểu cũng thấy nhiều khi là giọng mình cũng kiểu, cũng nói chung là bình thường thôi. Ok, xin chào các bạn ơi. Hello, hello các em. Cao hơn cả núi, sông hơn cả sông. Rồi, các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện một chút. Như chị nói đấy, là trò chuyện thôi. Thế nên là chị mong là xem tăng 2 luôn à. Chất nhờ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Đã 11 năm rồi thì bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh không có được ra vào trong đề thi đại học. Nếu như năm nay mà lại tiếp tục không ra nữa thì quả là một cái chặng đường rất là dài. Nhưng mà ai thì cũng mong là chúng ta có thể một lần được gặp lại Sóng, đúng không? Chị cũng thế. Chị cũng mong là một lần mình có thể được gặp lại Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. À, xin chào Đặng Anh Hào nha. Xin chào em, lâu lắm rồi mới gặp. Em không thích em yêu thôi à? Hello Hoàng Anh. Xin chào các bạn. Xin chào Hoàng Anh. Lâu lắm rồi mới vào xem livestream của chị nhở? Cán bộ đi ngủ thôi à? Nếu như mà năm nay mà không có thi vào Sóng nữa thì đúng là một cái chặng đường rất là dài. Mà chúng mình không được học, không được thi chứ, đúng không? Không được thi vào bài thơ Sóng. Chị cũng mong là một lần các bạn có thể được viết về Sóng. Bởi vì đối với các bạn trẻ bây giờ thì tình yêu nó là một cái nguồn cảm xúc dạt dào lắm. Nhưng mà cái nguồn cảm xúc lại không được dạt dào giống như là của thế hệ của những năm tháng đã đi qua. Bởi vì bây giờ nhiều khi là vì cảm thấy sợ vì tình yêu nó thực tế quá. Thực sự đấy, là tình yêu thực tế quá. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy như thế. Rất là hy vọng là có thể được một lần gặp lại Xuân Quỳnh hoặc là gặp lại Lưu Quang Vũ ở trong đề thi đại học, để các em lại tiếp tục được viết, các em tiếp tục được giải bày, được chia sẻ những cái cảm xúc, những cái cảm nhận của các em khi mà các bạn học và các bạn cảm nhận về bài thơ này. Nên là rất là mong là năm nay chúng ta sẽ thi vào Sóng. Vì đã 2 năm vào văn xuôi rồi. Cũng hy vọng là như thế thôi. Nhưng mà cũng không biết là liệu có được hay không nữa. Chỉ hy vọng là như vậy thôi. Được không ạ? Rồi, ngày hôm nay như chị đã nói thì chị sẽ cùng với các bạn chia sẻ về bài thơ này. Không biết là khi mà các bạn học bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ấy, thì các em ấn tượng về điều gì? Các bạn ấn tượng về điều gì ạ? Hãy chia sẻ cùng với chị nhé, bởi vì đây là một cái tác phẩm mà đã ra vào, các em đã học ở trong học kỳ 1 rồi, bây giờ chúng ta đã chuyển sang học kỳ 2 rồi, đúng không? Nên là chị rất là muốn biết là, không biết là khi mà nói về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh ấy, thì điều mà các bạn ấn tượng nhất là gì? Dùng một vài keyword thôi nhá. Chị mong là các em chỉ dùng một vài keyword thôi nhá. Được không?
Nào các bạn ơi, không biết là các em nhớ về điều gì nhỉ? Là tình yêu, là Xuân Quỳnh hay là điều gì nữa? Xuân Quỳnh từng viết rằng là: "Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông, mùa nước lũ, sông phá phách ngàn đời, nhưng đỏ lặng phù sa." À ok, chị cảm ơn Thanh Hảo, chúc em một buổi tối tốt lành. Cảm ơn em. Ấn tượng vì tình yêu à? Ấn tượng vì gì nữa? Sẽ có rất là nhiều thứ mà để chúng ta ấn tượng đúng không? Không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người. Tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Thơ của Xuân Quỳnh bao giờ cũng là một nguồn thơ dạt dào và bình yên như vậy. Viết về những điều cực kỳ là bình thường, viết về những điều, những cái thứ rất là giản dị. Nhưng mà từ những điều giản dị như vậy thì chúng ta lại cảm thấy rằng là chúng ta thấy ở đó được những cái thứ mà rất là giống với bản thân mình. Có lẽ cũng chính bởi lý do này mà người ta nói rằng là gì ạ? Người ta nói rằng là Xuân Quỳnh là một người đàn bà muôn thuở. Xuân Quỳnh là một người đàn bà mang trong mình những cái vẻ đẹp, mang trong mình những cái nét tính cách đặc trưng cho hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam, hình ảnh của những cô gái Việt Nam đang sóng sánh ở trong tình yêu. Được không ạ? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi lượt lại một chút về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các em nhé. Đã lâu lắm rồi thì chị mới nói về bài Sóng. Và chị cũng biết là rất là nhiều bạn biết tới chị nhờ vào thi phẩm này. Nên là ngày hôm nay cũng muốn quay trở lại cùng với các em. Bởi vì biết đâu là sau một cái khoảng thời gian các bạn được nghỉ dài như vậy, thì ngày hôm nay nghe xong những cái phần chia sẻ về Sóng, các bạn sẽ lại cảm thấy là à, em rất là muốn có thể được học văn. Biết đâu lại như thế thì sao, đúng không? Chị cũng mong là các em có thể tìm được cảm hứng học văn, bởi vì đó là điều mà chị luôn hướng tới ở trong quá trình mà đồng hành cùng với các bạn trong chặng đường mà chúng ta đi tìm hiểu về môn văn học. Ok chưa? Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng với chị đi tìm hiểu về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chưa? Bây giờ thì chị lại có một cái thói quen hơi bị xấu một tí, là khi mà chị nói là chị hay kiểu chị không hay đọc comment ấy, khổ vậy ấy. Nên là chị nói là chị hay nói một lèo luôn, là chị rất là ít khi đọc comment. Ok, xin chào Đoàn Thanh Lam, xin chào Thu Phương, xin chào Hàn Dương. Nên là chị muốn là trong lúc mà chị chia sẻ, nếu như mà chị có không đọc được những cái comment của các bạn ấy, thì các em cũng sẽ thông cảm cho chị được không? Nhá, các em cũng sẽ thông cảm cho chị việc đấy nhá, được không? Sẵn sàng chưa? Nhanh chóng chia sẻ giúp chị, tag bạn bè giúp chị, để chị có thể có thêm động lực để chia sẻ cùng với các em. Bởi vì lâu lắm rồi thì mới phát trên trang cá nhân, và lâu lắm rồi mới cảm thấy là mình có nhiều động lực như vậy để chia sẻ cùng với các em, được không? Nên là hãy cố gắng giúp chị bằng việc là chia sẻ về trang cá nhân của mình này, được không? Giúp chị một điều nho nhỏ nhỏ xíu như thế thôi nhá. Giúp chị một điều nhỏ xíu như thế thôi, được không nào? Nào, nhanh chóng nha. Ok chưa? Rồi, các bạn ơi, xin chào Hưng Toàn nhá. Xin chào Toàn, xin chào em. Tại vì là cũng thông cảm cho chị, bởi vì chị cũng kiểu rất là ít khi đọc comment ấy, thật sự luôn ấy, không phải là ấy đâu, nhưng chị rất là ít khi đọc comment. Bây giờ lại có một cái thói quen thế mới chán chứ ấy. Ngày xưa thì còn hăng đọc comment một tí, nhưng mà yên tâm, chị sẽ đọc hết, cố gắng đọc hết comment của các bạn. Yên tâm là như thế, được chưa ạ? Yên tâm là như vậy. Chỉ cần các bạn học với chị, các bạn chịu khó xem chị livestream thôi, thì chị sẽ cố gắng hết sức cùng với các em luôn, được chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu, được không nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu, nhanh chóng tag bạn bè của mình, nhanh chóng tag bạn bè vào giúp cho chị nha. Nhanh chóng tag bạn bè vào giúp cho chị nha. Được không? Rồi, các bạn ơi, Tiến sĩ Chu Văn Sơn khi nhận định về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng đưa ra một lời nhận định như thế này:
song không chỉ là tên của một thi phẩm đã gây xôn xao cho nhiều thế hệ, song không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu chưa từng nguôi yên, song còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ sĩ ấy đã truyền cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, người mờ, người tỏ, người đang yêu, người đã yêu đều từng thầm thu thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy, sóng của Xuân Quỳnh. Và không biết từ bao giờ, những cảm xúc trong bài thơ này đã chạm đến trái tim của độc giả. Để rồi biết bao nhiêu năm trôi qua, bài thơ sóng vẫn như vậy, vẫn là một nguồn cảm xúc lớn lao để những người trẻ khi nhìn vào, khi đọc bài thơ này và cảm nhận, lại cảm thấy trân trọng hơn tình yêu của mình, trân trọng hơn những xúc cảm trong tình yêu, và hiểu được rằng tình yêu luôn là một phạm trù kỳ diệu đến như vậy. Chúng ta thấy rằng bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền. Đó là thời điểm mà Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25. Là cái độ tuổi để người ta đủ cảm nhận như thế nào là một tình yêu nồng cháy. Cũng là độ tuổi đầy đủ Xuân Quỳnh đã trải qua những cái cảm xúc trong tình yêu đầu đời, và để thấm thía hơn rằng tình yêu vốn dĩ không phải là một bức tranh chỉ toàn màu hồng, mà còn có cả những gam màu xám xịt. Sóng sau này được in ở trong tập Hoa Dọc Chiến Hào, là một trong những tập thơ tiêu biểu nhất trong đời thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị viết những dòng thơ ấy trong thời điểm đất nước đang bước vào thời kỳ bom, đang ở trong thời kỳ bom rơi đạn nổ. Thế nhưng thơ Xuân Quỳnh vẫn là niềm đau đớn bình an giữa thời tao loạn. Khi binh lửa đạn bom cuốn mọi thân phận, mọi nguồn lực vào cuộc chiến, thơ ca của chị cũng không thể không say máu anh hùng mà cất lời sắt máu. Dù không thể cưỡng lại thời, song những tiếng thơ thầm kín và mãnh liệt nhất, Xuân Quỳnh vẫn chỉ dành cho niềm khao khát yên lành, cho góc vườn đôi lứa, cho tổ ấm sáng đèn, cho vành nôi sơ tán chiếc tã ban mai, cho lời du thèm mặt đất, cho tiếng gà nhớ nắng trưa, cho những bông hoa nghẹn hương, những cánh chuồn lạc bão, những thứ bé mọn thôi, vô nghĩa nữa, mà lại hằng nhen nhóm cưu mang, chăm chút cả cõi đời. Đó mới thực là những con sóng dưới lòng sâu của hồn thơ Xuân Quỳnh. Và theo cách ấy thì Xuân Quỳnh là người đàn bà bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Đó là những gì mà tiến sĩ Chu Văn Sơn đã viết. Từ phần thơ Xuân Quỳnh là niềm đau đớn bình an giữa thời tao loạn, cho tới theo cách ấy Xuân Quỳnh là người đàn bà bước dưới đạn bom mà làm thơ về sự sống. Quả thực chúng ta đã nhìn thấy được một hồn thơ cực kỳ là sôi nổi. Chúng ta đã thấy được một trái tim yêu đầy khao khát và mãnh liệt, được thể hiện qua những con sóng lòng. Đó là con sóng ở ngoài đại dương, nhưng cũng là những con sóng chất chứa trong trái tim của Xuân Quỳnh. Và chúng ta thấy được rằng là gì ạ? À, chúng ta thấy được rằng là Xuân Quỳnh đã viết những cái trang thơ, những cái vần thơ hồn nhiên như thế. Xuân Quỳnh đã để cho trái tim của biết bao nhiêu những người trẻ lúc nào cũng rung động, đập những cái nhịp tình yêu bồi hồi và tha thiết. Xuân Quỳnh viết nhiều về tình yêu, và Sóng chính là một trong số những tác phẩm tiêu biểu nhất ở đề tài này. Ngay từ đoạn thơ đầu tiên, với những khao khát của tình yêu, với những cung bậc cảm xúc nhiều khi biến động, hai hình tượng Sóng và em khi song hành, khi tách biệt, khi hòa nhập, để em có thể soi mình và song sóng nhận ra những cái tình cảm của riêng mình. Còn Xuân Quỳnh thì đã lựa chọn cách bắt đầu thi phẩm này bằng một cách vô cùng tinh tế. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Đó là cái khoảnh khắc mà chúng ta được tìm về với những con sóng của ngoài đại dương, với những cái trạng thái đối lập. Khi biển phong ba bão tố, sóng dữ dội ồn ào, khi trở về với thanh bình, biển lại dịu êm lặng lẽ. Và đó là một cái biểu hiện rõ ràng nhất cho những trạng thái đối cực của những con sóng ngoài đại dương. Hai câu thơ này cũng giúp cho chúng ta hiểu được bảy phần chìm là gì.
ở một trường nghĩa khác, thì đó chính là những cái trạng thái đối cực trong trái tim của người phụ nữ. Khi yêu, người phụ nữ luôn luôn khao khát tình yêu. Khi vui, khi buồn, khi giận hờn, khi trách móc, khi tổn thương, khi hạnh phúc. Và có lẽ là chính những cái cung bậc cảm xúc ấy đã khiến cho tình yêu vô cùng diệu kỳ. Và cũng chính bởi cái sự biến chuyển diệu kỳ ấy mà tình yêu luôn là một cái phạm trù vô cùng thú vị, gây được sự chú ý của muôn triệu triệu con người trên trái đất này. Ý thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh thoạt nhìn thì tưởng là giản đơn, nhưng mà khi bóc tách thì thực sự là rất tinh tế. Những cái sự đối lập này chợt khiến cho chúng ta nhớ tới những vần thơ là: em bảo anh đi đi, sao anh không dừng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Lời nói xo thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em? Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sâu? Sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt sầu? Để rồi chuyển đến hai câu thơ tiếp theo, thì ta nhìn thấy được cái sự mới lạ trong tứ thơ của Xuân Quỳnh. Vì sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Hình ảnh của những con sóng xuất hiện liên tiếp. Bể đây được hiểu là đại dương bao la, nơi có muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu. Sông ở đây là chỉ giới hạn chật hẹp tầm thường. Bể ở đây là biển lớn đại dương, là giới hạn bao la vô tận. Ý muốn nói của hai câu thơ này đó là con sóng đã dám từ bỏ đặt đề cái giới hạn chật hẹp tầm thường ở lại, để vươn ra ngoài đại dương, tìm đến với tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Có lẽ điều đó rất giống với Xuân Quỳnh, rất giống với em. Em cũng đang rất can đảm và mạnh mẽ theo đuổi tình yêu thuộc về đời mình, bởi vì em tin rằng chỉ có tình yêu đó mới giúp cho trái tim của em đập những nhịp bồi hồi và làm được những điều ý nghĩa và yêu thương. Chỉ cần có anh thôi, người khiến em sẵn sàng bước tới. Cây bút gãy trong tay, cặn mực khô đáy lọ, ánh điện tắt trong phòng, anh về từ con phố. Anh về từ trận gió, anh về từ cơn mưa, từ những ngày đã qua, từ những ngày chưa tới, từ lòng em nhức nhối. Có thể thấy rằng là đây cũng là một trong những cái nét hiện đại của thơ Xuân Quỳnh, ở một cái góc nhìn, một quan điểm mới mẻ về người phụ nữ hiện đại, dám vượt qua những cái giới hạn để đến với tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Đó là đoạn thơ đầu tiên, được không? Đoạn thơ thứ hai là đoạn thơ nói về khát vọng tình yêu. Xuân Quỳnh đang viết sóng, và Xuân Quỳnh đang hát những khúc hát về tình yêu vô cùng cháy bỏng và tha thiết. Để đến bây giờ, bao nhiêu thập kỷ trôi qua, người ta vẫn dành tình yêu của mình cho một mảnh tình thơ đã cũ. Xuân Quỳnh có viết thế này: ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Bởi lẽ câu chuyện tình yêu vốn dĩ là không phải câu chuyện của một người. Câu chuyện tình yêu cũng không phải là câu chuyện của riêng anh, riêng em, mà đó là câu chuyện của tất cả mọi người, của muôn triệu trái tim sống ở trên trái đất này, trong cuộc đời này. Bởi vì dù ở tuổi nào, ở thời điểm nào, ai trong chúng ta với một cái trái tim mỏng manh thì cũng mong muốn là sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình. Các em có dám khẳng định với chị là các em sẽ có thể sống cô đơn được cả cuộc đời không? Nào, chia sẻ một chút xíu, comment một chút xíu cho sôi nổi, được không ạ? Các em có dám cam đoan là các em sẽ sống được một mình trong cả cuộc đời này không? Có dám thừa nhận rằng là lúc nào các em cũng có suy nghĩ là tôi không cần ai cả mà tôi sẽ sống rất tốt không? Các em có dám cam đoan về điều đấy không? Chị nghĩ là các bạn không dám cam đoan. Bởi vì là ai trong chúng ta thì cũng mong muốn là có một người ở bên cạnh mình. Chắc chắn là như vậy, đúng không? Ừ, chắc chắn là như vậy. Thế nên người ta mới nói rằng câu chuyện tình yêu không phải là câu chuyện của riêng một ai cả, mà là câu chuyện của muôn triệu con người sống trên trái đất này phải cần có tình yêu. Và chỉ cần một cái lý do duy nhất thôi, một cái duy nhất thôi, đó là gì ạ? Là chúng ta chỉ cần có một trái tim và trái tim đó vẫn còn đập, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được
những cái tình yêu tuyệt vời ở trong cuộc sống này. Chắc chắn là như vậy. Nhớ không ạ? À? Dĩ nhiên là không rồi. Xuân Diệu từng viết rằng là làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Chắc chắn là chúng ta cần phải có tình yêu rồi. Đúng không? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có tình yêu rồi. Không ai dũng cảm yêu em đâu chị, Trần Thị Ngọc Minh. Các bạn ơi, nếu như mà những ai mà còn đang cô đơn thì chị mong là các em sẽ tìm được những cái trái tim đồng điệu khi mà cùng vào xem livestream của chị nhá. Biết đâu chăm xem livestream của chị Hiên thì lại tìm được một người đồng hành thì sao? Được không? Nhá. Biết đâu lại tìm được người đồng hành thì sao? Chị mong là những trái tim cô đơn đang xem phần phát trực tiếp này thì có thể tìm thấy nhau, để nương tựa vào nhau, để cho nhau những cái cảm xúc thật là đẹp, và để có thêm những cái động lực để bước đi mạnh mẽ hơn trên con đường này. Được không ạ? Nào, ok chưa? Nhá. Chị mong là các em sẽ tìm được nhau. Hãy tìm đến nhau nhá. Được không? Rồi, thì đó là cái khổ thơ thứ hai khi nói về khát vọng tình yêu. Chúng ta có cái khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư là cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu. Được không ạ? Tìm đến nhau đi chứ còn gì nữa. Tìm đến nhau đi chứ còn gì nữa, đúng không? Tìm đến trái tim đồng điệu của bản thân mình thôi chứ còn gì nữa. Ok không? Rồi. Các bạn ơi, thật ra thì ai cũng sẽ hay có những cái cảm xúc như vậy khi mà chúng ta đứng trước một cái khoảng không gian bao la. Chúng mình đứng trước một cái khoảng không gian bao la và mênh mông thì thường chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé lắm. Và khi mà chúng ta cảm thấy cô đơn và nhỏ bé như vậy ấy, thì thường chúng ta sẽ có một cái xu hướng là gì? Tôi tự nghĩ về cuộc đời của tôi và nhìn lại về những cái chặng đường mà tôi đã đi qua. Xuân Quỳnh cũng thế. Đây là giây phút mà Xuân Quỳnh đang đứng trước đại dương bao la, trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu và đọc những vần thơ như thế này. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên. Rõ ràng là đến khổ thơ này thì em đã tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh rồi. Em đang cố đi truy tìm căn nguyên của tình yêu. Mặc dù là cái cảm giác nhỏ bé trước không gian bao la vốn dĩ là cảm xúc bình thường có được. Thế nên là cũng có nhiều lúc mà em tự nhủ rằng là đừng ví em là biển sâu thẳm và bao la, thuyền nan em bé nhỏ không xa được bến bờ. Trước khoảng không gian vô tận khi đứng trước trái tim, em tự đặt ra một câu hỏi cho lòng mình. Em đi truy tìm căn nguyên của con sóng nhưng cũng chính là truy tìm căn nguyên của tình yêu. Và em rút ra một cái quy luật rằng là thì ra quy luật của tình yêu ấy mà em đang cố gắng tìm kiếm là không có bất cứ một quy luật nào ở trong cuộc đời này cả. Chúng ta yêu nhau từ bao giờ thế? Chúng ta yêu nhau vì điều gì thế? Và nếu như mà để trả lời được cái câu hỏi chúng ta yêu nhau được vì điều gì thì có lẽ đó là một cái câu hỏi cực kỳ là khó khăn. Bởi vì là nếu như anh yêu em vì nhan sắc, đến một ngày nhan sắc của em cũng sẽ tàn phai. Nếu như anh yêu em vì tiền bạc thì đến một ngày tiền bạc của em cũng sẽ hết. Anh yêu em chỉ là vì em là chính em thôi, chứ không vì bất cứ một điều gì cả. Đó là tình yêu. Được không ạ? Ông Hoàng thơ tình Việt Nam từng thú nhận rằng là làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Thì Nguyễn Bính lại khiến cho lòng người rạo rực với những lý lẽ, những cái lý giải chữ yêu bằng một cái cảm xúc ghen tuông đầy nồng cháy rằng là nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Truy tìm căn nguyên tình yêu, cắt nghĩa về tình yêu. Và những người nghệ sĩ thấy được là gì ạ? Những người nghệ sĩ thấy được ở đó là Xuân Quỳnh đã tự đi lý giải về tình yêu để bản thân mình một cách rất là riêng, rất là nữ tính và rất là trực cảm. Em không biết tình yêu đó có từ đâu cả. Và cũng chính vì cái sự ngọn ngành này mà em không biết bao nhiêu thế kỷ qua rồi, con người vẫn cứ phân vân đi tìm câu trả lời cho tình yêu và say mê trong tình yêu như vậy. Có được một quy luật của tình yêu, chẳng có quy luật nào cả. Và em vẫn sẽ can đảm bên cạnh anh, bởi vì tình yêu vốn dĩ là ẩn số giữa tâm hồn, giữa hai trái tim chứa đầy bí mật. Dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn là em. Có thể nào qua vạn ly trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật.
Và những tâm hồn bí mật ấy vẫn luôn khao khát được giao hòa cùng nhau, khám phá những điều mà cả cuộc đời này chẳng thể nào lý giải nổi. Bởi tình yêu là bài toán chẳng thể đưa ra một đáp số đúng nhất, và cũng chính vì thế mà nó mới luôn mới mẻ, hấp dẫn và luôn là khởi nguồn cho rất rất là nhiều những tác phẩm hay. Được không nào? Các bạn ơi, với Xuân Quỳnh thì thơ là sống, sống là thơ, sáng tạo là cách tân và tất tật là nhất thể. Cho thơ của chị thế nên là khi tìm hiểu những cái miền thi cảm khác lạ cho thơ, chế tác những hình thức tân kỳ cho thơ, không phải thao thức của chị cứ sống hết mình, hồn nhiên viết, chút vẹn cái tôi của mình vào mỗi thi phẩm, thi tứ, mỗi thi ảnh, thi điệu. Đó là cách thơ của Xuân Quỳnh. Không mặt nạ, không son phấn, không vay mượn, không lên gân. Xuân Quỳnh đã gửi mình vào thơ. Thơ Xuân Quỳnh chính là tính linh của Xuân Quỳnh. Và trường hợp Xuân Quỳnh thật là điển hình cho quy luật. Thơ là sự ký thác thân phận vào chữ. Và có lẽ vì thế mà dù đời thơ của Xuân Quỳnh đã dừng, nhưng sóng thơ của Xuân Quỳnh vẫn vỗ khôn nguôi. Đó là cái lời nhận định hoàn toàn là chính xác của tiến sĩ Chu Văn Sơn khi nói về thơ của Xuân Quỳnh. Được không ạ? Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình tạm dừng tại đây nhé. Chị sẽ chỉ chia sẻ với các bạn về bốn khổ thơ như vậy thôi. Nếu như mà các em thực sự là muốn nghe tiếp, được không ạ? Nếu như mà các bạn thực sự mà muốn nghe tiếp phần phát trực tiếp của chị, thì chị mong là cái phần phát trực tiếp này của chị sẽ được khoảng 500 like, được không? Được không? Các em cố gắng vận động để cho cái phần phát trực tiếp này của chị lên được 500 like, thì chị sẽ chia sẻ nốt với các bạn về phần cuối, từ khổ thơ số 5 cho tới khổ thơ thứ 9 nhá. Ngày hôm nay chị nghĩ là các bạn đã có những cái chia sẻ, chị đã có những cái chia sẻ rất là thú vị với các bạn rồi, đúng không? Chị cũng tin là các em đã có được những cái chia sẻ rất là mới mẻ về bài thơ Sóng, và các em cũng sẽ cảm thấy yêu bài thơ này hơn rất 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 là nhiều. Các em có muốn chị chia sẻ nốt khổ thơ thứ 5 không? Nếu như mà các bạn muốn chia sẻ, chị muốn chị chia sẻ nốt về một cái khổ thơ rất là đặc biệt, đó là khổ thơ về nỗi nhớ ấy, thì có thể cho chị một comment vào đây nhá. Được không? Nếu như mà muốn thì hãy cho chị một comment vào đây nhá. Là em muốn chị có thể tiếp tục. Và chị cũng muốn là lượt chia sẻ có thể lên 200 lượt có được không? Nếu mà các bạn muốn thì hãy nhanh chóng để lại comment, chị sẽ nói nốt về khổ thơ thứ 5. Kể tiếp đi ạ. Kiểu như chị đang kể chuyện để kiểu ru các em ngủ ấy, kiểu vậy ấy. Chị cũng muốn phát trực tiếp thường xuyên lắm, nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm là bởi vì là chị cũng không có nhiều thời gian ấy. Đấy, thế nên là chị cố gắng hết sức cùng với các bạn thôi. Tiếp à? Vậy thì chia sẻ giúp đỡ chị đi chứ còn gì nữa. Muốn ạ. Trời ơi, các em đam mê thực sự luôn đấy. Các em đam mê chị thực sự. Thế à? Kiểu mấy người đang kiểu tìm thấy nhau rồi ấy kìa. Comment rồi ạ. Ok, được rồi. Ok. Đáp ứng nguyện vọng của các bạn và hy vọng là cái bài này sẽ được lan tỏa rộng rãi, chị sẽ chia sẻ nốt với các bạn về khổ thơ thứ 6 trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Các bạn ơi, có một cái cảm xúc rất kỳ lạ mà lúc nào cũng thường trực ở trong chúng ta ấy. Đặc biệt là khi chúng ta yêu một người hoặc là thích, có cảm mến với một người. Bởi vì người ta nói rằng là nhà thơ Tản Đà từng viết là quái lạ, làm sao cứ nhớ nhau. Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu, bốn phương sông nước, bốn phương mây nước người đôi ngả, hai chữ tương tư, một canh sầu. Và nỗi nhớ của con người ấy, nỗi nhớ của con người thường gắn liền với một cái cớ nào đó. Hễ gặp duyên là cớ kia là nhớ nhung, cứ thế mà thức dậy mà ra giết. Cội nguồn của tình yêu chính là cội nguồn của nỗi nhớ, đúng không ạ? Bắt nguồn từ nỗi nhớ. Và đó cũng chính là đặc tính của tình yêu. Thế nên Xuân Quỳnh mới viết là con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Tháng năm trôi qua nhanh để tình yêu ở lại,
Tình yêu hiện hữu trong cuộc sống ở mỗi con người và được bộc bạch qua cái trạng thái đầu tiên mà chúng ta có, đó chính là nỗi nhớ. Bởi vì là có mấy ai yêu một người mà không nhung nhớ đâu, đúng không ạ? Những cái câu thơ của Xuân Quỳnh đã chạm tới nơi sâu nhất ở trong trái tim của tình yêu rồi, và mang theo một cái thông điệp thật là tình tứ, đó là nỗi nhớ của con sóng và nỗi nhớ của em dành cho anh. Điều đặc biệt là đoạn thơ này được mở rộng về biên độ, đúng không? Có tận 6 câu luôn, phải không ạ? Có tận 6 câu thơ ở trong đoạn thơ này. Và đặc biệt là lại có sự xuất hiện của hai hình tượng sóng và em cùng đan xen vào nhau. Được chưa? Cùng đan xen vào nhau. Nếu như 4 câu thơ trước em ẩn mình trong sóng để bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình, thì 2 câu thơ sau em lại tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh. Đó là một nỗi nhớ bao trùm cả không gian dưới lòng sâu và trên mặt nước, bao trùm cả thời gian ngày và đêm, là một thời gian xuất hiện cả trong hiện thực cuộc sống của em rồi, và còn hiện thực ở trong gì ạ? Còn xuất hiện cả trong những giấc mơ của em nữa. Xuân Quỳnh tinh tế lắm. Khi mà đã sử dụng cụm từ lòng em, không phải là trái tim em nhớ đến anh, mà là lòng em nhớ đến anh. Được không? Chúng ta thấy rằng là Xuân Quỳnh, thơ Xuân Quỳnh rất là tinh tế khi sử dụng cụm từ lòng em. Đây chính là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Khi chị nói rằng là lòng em nhớ đến anh, có nghĩa là em đang dốc cả tâm can của mình để trao gửi nỗi nhớ thương ấy đến anh, và lan tỏa vị ngọt ngào, vị mê đắm của tình yêu, lan tỏa trong một câu thơ thật lạ, cả trong mơ còn thức. Xuân Quỳnh cũng đã từng viết ở trong một tác phẩm khác như thế này: những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ, biển bạc đầu mong nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Chúng ta có thể thấy rằng là không chỉ là ở trong đoạn thơ này đâu ạ, mà trong rất là nhiều đoạn thơ khác Xuân Quỳnh cũng đã viết về nỗi nhớ. Được không? Xuân Quỳnh đã viết về tình yêu và viết về nỗi nhớ, để cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng là bản thân Xuân Quỳnh cực kỳ là khao khát những cái xúc cảm ở trong tình yêu. Đó là gì ạ? Biết bao khao khát đợi chờ, núi xa biển rộng nắng mưa mấy thời, thơ tình tôi viết cho tôi, qua cay đắng với buồn vui đã nhiều, vẫn còn nguyên vẹn niềm yêu, như cây tứ quý đất nghèo nở hoa. Được không nào? Nhá. Về đâu rồi cô bé ngày xưa, 16 tuổi đâu rồi năm tháng cũ, dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ, về những làng, những phố, những tình yêu. Có lẽ là bản thân của Xuân Quỳnh vì đã có được một tình yêu thật đẹp với Lưu Quang Vũ, thế nên biết bao nhiêu những cái khát khao mong chờ đã được hồi đáp, đã được hồi âm, đúng không ạ? Biết bao nhiêu những khao khát mong chờ đã được hồi âm. Chúng ta nhìn thấy ở đó là gì? À, chúng ta nhìn thấy ở đó là một cái tình yêu rất là dạt dào và tha thiết. Dù Lưu Quang Vũ đã có lần viết trong những tứ thơ của mình rằng là nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Ta chỉ có mấy thước vuông thôi cho hạnh phúc của mình. Ấy thế mà mấy thước vuông ấy lại trải ra thật rộng, để rồi từ đó chúng ta hiểu được cái giá trị chân quý tình yêu của mình. Chúng ta trân trọng những cảm xúc, những cái rung động trong tình yêu, trân trọng khát vọng tình yêu, trân trọng những cái cảm xúc nồng nhiệt của tình yêu, và hơn hết chúng ta trân trọng những cái phút giây được sống trong tình yêu, được chìm đắm trong nỗi nhớ. Xuân Quỳnh đã viết, đã kể, đã nói cho chúng ta, thì thầm cho chúng ta, thì thầm vào tai của chúng ta biết bao nhiêu những điều mà chúng ta có thể cảm nhận được, dù rằng những cái điều đó được viết từ một ngày cuối năm năm 1967. Một tình yêu bình dị từ những điều, xuất phát từ những điều mà có lẽ là chỉ tìm thấy được ở tứ thơ của Xuân Quỳnh mà thôi. Một giọng thơ đôi khi bất tuân theo những cái quy luật của nghề thơ, chỉ để diễn tả những cảm xúc trong trái tim của mình. Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không, chỉ lá rụng dạt dào lối phố. Dẫu biết rằng anh cũng nhớ, nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên. Các bạn ơi, thôi nhá, dừng lại ở đây nhá. Chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ tiếp ở trong buổi tiếp theo, khi mà cái phần livestream này của chị nhận được
500 lượt chia sẻ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ok chưa? Nha. Hoàng Luân. Trời ạ, đáng lẽ em phải gọi từ trước chứ, đúng không? Đáng lẽ em phải gọi cho chị từ trước chứ Luân. Ok. Được không nào? À, các bạn ơi, tình yêu phải đấu tranh mới có kết quả, rất đúng. Cảm ơn Kim Oanh nhá. Cảm ơn em, cảm ơn em. Dừng rồi. Nguyễn Hảo với Nguyễn Đức Cường cứ kiểu như là đôi bạn cùng tiến đấy nhở. Em vẫn muốn nghe tiếp à? Vừa mới vào đúng không Lan Anh? Học đi các bạn. Chị dừng rồi mà. Chúng mình sẽ cùng gặp lại nhau ở trong những cái buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé. Và đừng quên là chị Hiên đang có bộ sổ tay văn học rất là ok, các bạn có thể tham khảo bộ sổ tay văn học đấy. I love you sóng. Giá như đi thi có chị ngồi đọc thì em auto 9 cộng. Ok các bạn nhá. Rồi, xúc động thì xúc động chứ, chúng mình cũng cần phải dừng lại để đi ngủ thôi. Bây giờ đã là 11 rưỡi rồi thì các em phải đi ngủ thôi chứ, đúng không? Các em phải đi ngủ đi nhá, muộn rồi. Giờ chị cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ yêu thích phần phát trực tiếp này và tiếp tục cổ vũ động viên cho chị ở trong những cái chặng đường tiếp theo để chúng ta có được những cái phần phát trực tiếp hay hơn nữa nhá. Còn bây giờ thì chúc các bạn của chị ngủ thật là ngon và ngày mai sẽ là một ngày thật là tuyệt vời của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye.